mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 10 từ câu 1 đến câu 9. Sau đó, Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: anh em hãy ra đi. Này thầy, sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói, đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đánh hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy, bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công, đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Suy niệm. Tường thuật của Thánh Luca trong Tin Mừng hôm nay: Chúa Giêsu đã sai đi rao giảng không phải chỉ nhóm 12 tông đồ mà còn cả nhóm 72 môn đệ nữa. Luca muốn nhấn mạnh rằng không riêng gì các tông đồ mà tất cả mọi người đều được Chúa Giêsu sai đi rao giảng tin mừng. Ngài cũng sai từng nhóm hai người, nhưng ngầm ngụ ý việc loan tin mừng không phải là việc của một cá nhân riêng lẻ mà là việc của cộng đoàn, không phải là độc quyền của riêng ai nhưng phải liên đới và liên kết với nhiều người khác. Đây là đòi hỏi cơ bản nhất mà Chúa Giêsu đã đề ra cho các môn đệ khi Ngài sai các ông lên đường rao giảng tin mừng. Ngài nói với các ông: các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, áo sống, giày dép và đừng chào hỏi ai đọc đường. Một cuộc sống siêu thoát không lệ thuộc vào của cải trần gian, đó là biểu hiện tiên quyết cho chúng nhân nước trời. Ra đi không phải hẳn là rời bỏ quê hương của mình để đến những miền đất xa lạ, nhưng chủ yếu là ra khỏi chính mình, ra khỏi con người ích kỷ của mình để đến với tha nhân trong tinh thần hòa giải, yêu thương và phục vụ. Đó là ý nghĩa của mệnh lệnh Chúa truyền: vào nhà nào trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Hiện diện giữa tha nhân, hiện diện với tha nhân bằng tinh thần chia sẻ, cảm thông và tha thứ, đó chính là sự ra đi đích thực của nhà truyền giáo. Nhưng trên hết, trình thuật hôm nay nhắm đến ba công việc mà người truyền giáo phải biết, đó là cầu nguyện cho hội thánh có nhiều thợ lành nghề theo như lòng Chúa mong muốn, sống thanh thoát với của cải. Vì cái mà người truyền giáo cần có là ơn Chúa, chứ không phải là những phương tiện vật chất, túi tiền, bao bì, giày dép. Chữa lành các bệnh tật, đây là việc làm chính của người truyền giáo. Người truyền giáo phải là người làm giảm bớt đi những đau khổ tinh thần và vật chất nơi tha nhân. Là thành phần của giáo hội, mỗi người tín hữu tự bản chất cũng là một nhà truyền giáo. Điều đó có nghĩa là những giá trị của nước trời cần phải được thể hiện trong chính cuộc sống giữa chúng ta. Chúng ta phải sống thế nào để những người chung quanh nhìn vào sẽ phải thốt lên
sự bỡ ngỡ như những người Do Thái ngày xưa nhìn vào các tín hữu tin khởi đã phải kêu lên: kìa xem họ yêu thương nhau dường nào. Bằng lời nói và nhất là bằng cuộc sống dạt dào yêu thương, chúng ta hãy trở nên là những chứng nhân sống động cho Đức Kitô giữa lòng cuộc đời. Ước gì đời Kitô hữu chúng ta luôn là một đời truyền giáo bằng gương lành bác ái, bằng lời nói về Chúa cho tha nhân. Xin cho chúng ta luôn thao thức về cánh đồng truyền giáo đang chín vàng. Nếu không nhanh tay thì chim trời sẽ ăn hết. Thế nên mỗi người chúng ta cần thể hiện tinh thần truyền giáo của mình cách cụ thể qua lời nói và việc làm của mình.